Anh làm gì mà cầm giấy tờ sổ sách lên nhiều thế? Dạ con đến đây con cảm ơn Chúa và Cha. À, được ơn gì? Con được ơn là Chúa chữa bệnh cho con. Con đi 6 cái bệnh viện Sài Gòn. Rồi anh nói to lên cho mọi người nghe, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con tên là Lâm Văn Trương, con đến từ Đắk Nông, con 58 tuổi ạ. Lâm Văn Trương, Đắk Nông, 58 tuổi, anh bị bệnh gì và được Chúa chữa lành ra sao? Con bị hai cái u trong gan và tắc đường ống, tắc ống mật. Với lại bị đầu, với lại đại tràng. Đầu con cứ đau để con ho, để nó móng mũi nó phọt ra. Thế con nằm ở bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện quân đội, bệnh viện ung bíu, rồi những bệnh viện kia nữa, là cuối cùng là bệnh viện Chợ Rẫy trả con về. Thế cuối cùng con được Chúa cứu sống. Anh này bị bệnh u gan, tắc mật, đau đầu và máu mũi nó cứ tuôn trào, và bị đại tràng, đi tất cả các bệnh viện mà cuối cùng không có bệnh viện nào chữa được, chỉ có cuối cùng là bệnh viện Chúa đã cứu con. Chúa đã chữa anh bằng cách nào? Mình biết đến lòng thương xót Chúa để Chúa chữa anh như thế nào? Dạ thưa Cha, là con mới đi con mới đi khám lại cái hôm 19 tháng 2 này, thì bệnh viện ấy họ khám cho con, bác sĩ khám cho con, mỗi khi con khám lại này chỉ mất buổi sáng thôi, nhưng mà hôm 19 tháng 2 con đi khám lại thì bác sĩ báo với hỏi đầu tiên là đáng lẽ mà chỉ có một buổi sáng thôi, nhưng mà cái bác sĩ bác nội soi thì cắt lớp các thứ của con là không thấy gì. Bác sĩ và hỏi con là về ông cụ uống thuốc gì không, hay chích chưa thuốc, bơm thuốc gì không. Con bảo không, con đi tôi đi xuống giáo điểm tin mừng, tôi uống nước lọc đó. Thế bác sĩ mới hỏi con là nước lọc ở dưới giáo điểm tin mừng có chế cái gì không. Bảo nước lọc cứ chứ từ ở trên bồn người ta xả xuống thì cứ thế nè, mình vặn vòi mình uống gì làm gì có cái gì mà lọc. Có cái đồng nào thì ở bệnh viện hút hết rồi, còn đâu mà thuốc với men. Thì thế là mà ở bệnh viện nó không cho con về đến giữ ngày ngày hôm sau nữa, là bắt đầu là chụp các lớp ra là trong một ngày nữa, nhưng mà họ không cho con nhìn kết quả. Thì họ ấy bác sĩ nói bảo có gì thì 4 giờ chiều mai là anh nhận được kết quả. Thế cuối cùng con dạ thưa Cha, vợ con nói đến vợ con nó tốt lắm, mà vợ tốt với con lắm Cha. Vậy mà may quá chứ, mẹ vợ anh lại tốt với ông hàng xóm lắm thì có chuyện. May mà vợ con nó tốt với con lắm. Dạ thưa Cha, cha con thì ngoại đạo, vợ con thì đạo gốc. Để con nói với Cha, vợ con nó tốt với con đến nỗi là con đi 6 cái bệnh viện mà nó không xuống với con được một lần nào. Này gọi là cười ra nước mắt. Chưa hết, vợ con ấy đi coi thầy, thế là thầy nghe thầy nói gì á, để hôm nay con làm chứng là về ở nhà vợ con đang ngồi coi mạng đó. Thế vợ con ấy là đi coi thầy thì thầy không biết thầy nói như thế nào, mà con nằm 6 cái bệnh viện gần một năm trời. Con bị bệnh là 24 tháng 1. Thế là có ngày về thì con không nhớ, gần chết rồi. Con nếu nhớ chẳng nhớ nữa thì là đến sau con nẹt vợ con ấy là cô đi xem thầy phải không? Tôi đâu có xem, tôi đứng ngoài tôi thấy họ nói là một quả cau với là một lá trầu với lại cây nhang, lấy một chén nước, người ta chỉ nhìn vào chén nước là người ta nói ra hết. Thế là vợ con quay ra bảo con là người ta nói ông khó chết lắm ấy. Thế là con mới bảo chuẩn bị chết ấy, chả phải hòm đâu, mang cái kiếm cái chiếu bỏ thì chôn thì phải đỡ tốn, hết tiền rồi còn hòm cái gì nữa. Rồi
Nhờ đâu mà anh biết được lòng thương xót Chúa để Chúa cứu chữa cho anh? Anh đã hướng dẫn anh đến đây để anh dám trả lời với bệnh viện là tôi đến giao điểm tin mừng và tôi uống nước lòng thương xót Chúa. Thì đây cũng xin nói với anh chị em là nước ở đây là nước mà chúng tôi lấy từ nguồn nước của công ty thủy cục nhà nước cung cấp. Sau đó chúng tôi đưa lên cái bình lọc, mà bình lọc ấy là bình lọc tiêu chuẩn quốc tế. Rồi sau đó là lấy nước ấy đưa về viện Pasteur cho họ phân chất và họ xác nhận rằng đây là nước sạch với họ đủ mọi thứ phân chất gì đủ thứ lâu lắm, đủ mọi thứ PA, PIO bây giờ đủ thứ đó, và họ đưa cái giấy xác nhận là nước này uống được và không có bị mất vệ sinh, thì chúng tôi mới dám chuyển xuống cho anh chị em uống nước lòng thương xót Chúa là như vậy. Chứ không phải là nước này cứ lấy lên rồi uống, mà phải qua hệ thống lọc rất là kỹ, và họ cứ 6 tháng là chúng tôi phải đem đi kiểm nghiệm một lần cho anh chị em an tâm. Chúng tôi làm cái gì ở đây cũng hợp pháp hết, chứ không có làm một cái gì gọi là lén lút cả. Với Chúa mọi cái là công khai, minh bạch, rõ ràng, để khỏi phải ai nghi ngờ, nghi ngại gì hết. Rồi ai đưa anh đến với giao điểm tin mừng để anh được Chúa cứu chữa và để anh trả lời cho họ như vậy? Dạ thưa cha, là con này cứ là yếu nằm ở nhà, vợ nó cứ chửi con á, thì con này tức quá, con này cứ đi sang đi chơi với người, cái người mà người ta có đạo á, để cho con mượn cái máy, thì con nghe một đêm, một ngày một đêm, thế là đêm con nghe ngày rồi, còn đêm con nghe thì là con sợ con ngủ đi, con để luôn cha vào tai, cha con đặt cha lên tai con này, con ngủ thì cũng chẳng quên được. Thì sáng hôm sau là con đi giáo điểm tin mừng luôn. Cho con làm chứng cho vợ con ạ. Cha là vợ con là đạo gốc, nhưng mà đến khi mà vợ con đi coi thầy đấy, con ép vợ con là cô đi xưng tội đi, nếu cô không xưng tội thì tôi với cô chia tay, cô xưng tội đi, xưng tội đi, ma quỷ ở trong mõm cô nó nhiều lắm. Cái bà nhớ nha, hôm nay mùng 8 tháng 3 đó, ma quỷ trong mõm mấy bà nhiều lắm đó. Thì con bảo là bây giờ trong mõm cô ấy ma quỷ nó nhiều lắm, cô đi xưng tội đi, nếu cô không đi xưng tội thì tôi chia tay cô, mà nếu tôi chia tay cô thì không, cô không có cái gì ở trong cái nhà này. Thế là vợ con là con dẫn vợ con xuống dưới giáo điểm này, là con tất cả là con đi 9 lần, lần này là lần thứ 9, nhưng mà con đi lần đầu ấy thì con xuống đây ấy thì người con vẫn còn yếu, con đi cũng vững mà con còn trô vào lóc cả cột á. Nên lần thứ hai thì con đi thì xuống con gặp cơn bão số 9 á, ở giáo điểm ấy mưa nước ngập lên đây, con tưởng này chết chìm rồi nha. Không đến nỗi nào ông, nó cũng có chết thì mà nó chưa đến nỗi chết chìm. Ông này làm tôi xấu hổ quá đi. Thế này là đến lần thứ ba là con dụ vợ con xuống dưới đây, để mà đến mấy lần sau vợ con đi được 3 lần, là 2 lần là con ép vợ con là xưng tội ở dưới giáo điểm là tin mừng này rồi. Và rồi bữa nay thì thấy cũng ngoan đạo rồi, thứ bảy là đi lễ, mà còn thứ bảy nào quên là còn nhắc. Anh có gì đây? Thưa anh chị em, toàn giấy tờ bệnh viện đưa cho con để mang về nạp cho chiêm vương đấy. Đây là giấy tờ bệnh viện đưa về để ông nạp cho chiêm vương, có nghĩa là bệnh viện trả về rồi là hết đường cứu chữa, là BT, có nghĩa là ký vào chữ BT. Anh biết BT là cái gì không? Biếu ạ. Là bó tay. Chứ không phải là bình thường khi ghi chữ BT là bó tay để đem về nộp cho Diêm Vương. Nhưng mà sao anh không nộp cho Diêm Vương mà anh lại đem nộp cho tôi?
Con tính là đi nộp cho Diêm Vương nhưng mà con lại gặp Chúa, Chúa kéo lại ạ. Tôi nói thật, anh còn hơn cả Chí Tài với Hoài Linh, nó đến nó cũng chào thua anh ấy chứ không ăn thua. Chí Tài, Hoài Linh ăn thua gì với ông này. Anh gì, anh tên là Lâm gì? Con là Lâm Văn Trương ạ. Lâm Văn Trương, vâng. Rồi bây giờ tiếp tục cái gì nữa đây? Con có mấy chữ mùng 8 tháng 3 gì đấy rồi con tặng mọi người. Sao anh không tặng riêng cho vợ anh mà anh lại gửi tặng cho mọi người? Dạ thưa cha, vợ con ấy, con ấy, nằm ở bệnh viện thì chết thì nó có nhìn mà là con tặng cho mà. Nhớ nha, cái bài nhớ chưa? Cứ đi coi thầy coi bói. Chắc là không phải xin lỗi là tại vì chị ấy đi coi thầy coi bói là bảo số này không chết được. Cho nên là vợ ấy nghĩ rằng thầy đã bảo không chết được thì nằm nhà thương rồi cũng về thôi. Thì khi nào mình thăm chi cho nó mất công. Chúng ta thấy là những người có đạo mà chúng ta để cho ma quỷ nó cám dỗ mình như vậy để mình đi nghệ thôi coi thầy coi bói. Nên lúc mà bỏ cả chồng suốt 7 bệnh viện mà không thăm chồng được một lần nào. Rồi bây giờ mời anh ra đây. Nhưng mà anh ra đây, anh đứng đây anh đọc cho mọi người nghe. Gái đầu gái đầu. Rồi. Rồi, xin mọi người cho anh chàng phát tay để anh ta thay mặt cho cộng đoàn để làm bài thơ tặng tất cả các bà, các chị như ngày mùng 8 tháng 3. Dạ thưa cha, thì con thì run lắm nhưng con đọc được câu nào còn bao nhiêu cha đỡ cho con nha. Rồi được rồi, tôi thua anh rồi. Rồi xin mời anh chị em lắng nghe. Mùng 8 tháng 3, anh ngắt vội cánh hoa bên đường cũ gửi em, gửi cho em người con gái ngây thơ. Mộng phiêu du anh đâu dám hững hờ, chút hoang mang dại tặng em ngày quốc tế mùng 8 tháng 3. Vật là anh chưa thể tặng nhà lầu xe đạp áo quần trang. Nhưng em ơi, đã chọn kiếp lang thang, quà tặng em là những gì anh có. Quà tặng em lòng thương chuốt cho xót Chúa. Rồi, tôi tiếp cho anh. Mời anh chị em lắng nghe bài thơ mùng 8 tháng 3. Anh ngắt vội cánh hoa bên đường cũ gửi cho em người con gái ngây thơ. Mộng phủ du anh đâu dám hững hờ, chút hoang dại tặng em ngày quốc tế 8 tháng 3. Vật lạ anh chưa thể tặng nhà lầu xe đẹp áo quần sang. Nhưng em ơi, đã chọn kiếp lang thang, quà tặng em là những gì anh có. Quà tặng em đó là lòng thương xót Chúa, là lời Chúa bất tử trái tim trao. Ôi ngọt ngào mộng ước chiều hôm nào, gửi tặng em một vé vào thăm Chúa. Ông ấy đang phiêu, ông đang phiêu. Không. Xin mời chị em nghe tiếp phần 2. Không phải nơi phồn hoa màu rực rỡ, không phải nơi mua sắm đồ dập dìu, chỉ toàn lời kinh thánh thót bên chiều. Có chút nắng, chút gió, chút chật chội, có chút rộng mân côi thương xót Chúa. Có chút cao, chút sâu, toàn tràn tình Chúa. Chị em nghe thấy anh. Có chút nắng, chút gió, chút chật chội, có chút rộng, mân côi thương xót Chúa. Có chút cao, chút sâu,
tràn tình Chúa, nơi giáo điểm an lành như lời kể, Maria dịu dàng hơn tiếng hát. Anh tặng em giáo điểm tin mừng náo nhiệt, hay nhà bè ấm tình bác ái. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu, gửi tặng em các bạn Bắc Trung Nam, Mỹ Úc, Canada có cả, gửi tặng em các bạn khác tiếng nói, gửi tặng em các bạn khác màu da, gửi tặng em các bạn mọi tôn giáo, gửi tặng em tất cả điều anh có. Hãy còn nhiều mà nhớ mãi không ra, gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa, gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy cái lời kết nó quá tuyệt vời. Lời kết của một người ngoại đạo gửi tặng vợ của mình, người đạo gốc, ngày 8 tháng 3. Gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa, gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng chúng ta kết thúc ở đây thì là đẹp. Xin lỗi anh cho phép tôi được kết ở đây để mời anh chiều ngày mai 5 giờ anh lên anh làm chứng. Xin lỗi anh. Chúng ta thấy 8 tháng 3 năm nay nó quá tuyệt vời. 8 tháng 3 kết thúc bằng một lời thơ, bằng một bài thơ của một người ngoại đạo gửi cho người em có đạo. Tôi xin phép được đọc lại cho anh chị em thay cho lời kết của bài giảng ngày hôm nay. Gửi tặng em, anh tặng em giáo điểm tin mừng náo nhiệt, hay nhà bè ấm tình bác ái. Gửi tặng em bao nhiêu người bệnh hết, gửi tặng em vài vạn người khắp năm châu. Gửi tặng em các bạn Bắc Trung Nam, Mỹ Úc, Canada có cả. Gửi tặng em các bạn khác tiếng nói. Gửi tặng em các bạn khác màu da. Gửi tặng em các bạn mọi tôn giáo. Gửi tặng em tất cả điều anh có. Hãy còn nhiều mà nhớ mãi không ra. Gửi tặng em một món quà vô giá, là biển người thương xót Chúa mênh mang, là biển người dịu dàng trong tim Chúa, gửi tặng em ngày 8 tháng 3 đó. Amen.